Đợt 1 năm 2023, Trường Đại học Hạ Long tổ chức xét tốt nghiệp cho 804 sinh viên đại học, cao đẳng và học sinh trung cấp năng khiếu. Trong đó, đối với hệ đại học có 563 trên 743 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt 75,3%, với 9 sinh viên đạt loại xuất sắc, 74 sinh viên giỏi, 381 sinh viên khá và 99 trung bình. Hệ cao đẳng có 52 trên 57 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp với 10 sinh viên đạt loại khá và 42 sinh viên trung bình. Trong số 11 ngành đại học có sinh viên tốt nghiệp năm nay, có 5 ngành tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đạt từ 80% trở lên, gồm khoa học máy tính, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Anh. Em cảm thấy rất may mắn khi được học tập và trưởng thành dưới mái trường Đại học Hạ Long. Với những hành trang mà kiến thức mà các thầy cô và nhà trường đã trang bị cho chúng em, thì chúng em tự tin rằng mình có thể tham gia tốt vào thị trường lao động. Và chúng em cũng sẽ cố gắng hết sức để góp một phần sức lực nhỏ bé vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam. Và qua đó thì khẳng định được vị thế của trường Đại học Hạ Long. Chúng em cảm ơn tỉnh đã tạo môi trường học tập rất là tốt, cùng với những chính sách ưu đãi về học bổng. Đó là một nguồn động lực to lớn cho chúng em để phấn đấu trong quá trình học tập. Nhờ đó chúng em đã đạt được thành tích rất là tốt trong suốt 4 năm đại học vừa qua. Và với như em đây thì ngay sau khi ra trường đã tìm được một công việc đúng với chuyên ngành với mức thu nhập rất là tốt ngay trong tỉnh Quảng Ninh ạ. Theo số liệu thống kê thì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường có việc làm thì sau 6 tháng thì đạt 95%. Và trong một năm thì đương nhiên đạt 100% rồi. Còn riêng đối với năm nay thì do chúng ta có cái quan hệ hợp tác rất tốt với doanh nghiệp, có những ngày hội việc làm từ sớm, do đó mà rất nhiều sinh viên đã có việc làm ngay từ khi trước khi ra trường. Thậm chí là các sinh viên có thể là được nhận vào làm việc theo chế độ là cam kết trước một năm. Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh đã xác định một trong ba khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Trường Đại học Hạ Long được xác định phát triển theo mô hình đô thị đại học, mở rộng liên kết hợp tác, trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực phía Bắc. Sau 9 năm thành lập, đến nay, quy mô nhà trường đạt 6.000 sinh viên, tiến tới 7.000 sinh viên vào năm 2025 và duy trì ổn định khoảng 10.000 sinh viên vào năm 2030. So với nhu cầu nhân lực của tỉnh, mỗi năm thiếu từ 20 đến 30.000 lao động, cơ hội việc làm cho các tân cử nhân là rất lớn. Trong thời gian tới, Trường Đại học Hạ Long tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn xã hội, gắn kết chặt chẽ nhà trường, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, tích cực nghiên cứu, mở mới các ngành đào tạo ở những lĩnh vực tỉnh cần, sớm xây dựng Đại học Hạ Long trở thành đại học số, triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên. Tranh thủ sự tư vấn hỗ trợ của Ngài Cố vấn đặc biệt Takebe Tsutomu và các cộng sự, thành lập Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản tại Trường Đại học Hạ Long và thực hiện các chương trình thực tập cho sinh viên tại Nhật Bản.